Ê, gửi làm chi em? Em dạy khờ đó. Cái áo biết bao nhiêu năm, mấy chục năm em gửi làm dạy khờ rồi. Dở cái nách người ta lên mặt gửi rồi y. Nách người ta lên mặt gửi rồi y. SP. Và chiếc hộp của Lê Dương Bảo Lâm đó chính là một bộ đồ học sinh. Mình cùng nhau đọc bài. À, là hồi xưa đi học. Dễ thương quá vậy trời. Sao cái size nhỏ xíu vậy? Hồi xưa anh nhỏ xinh như con vậy hả Lâm? Ui, anh không giặt đúng không? Nên vẫn còn chưa? Đây là chiếc áo cấp 2 của Lâm. Học trường Nguyễn Đức Ứng. Ngày xưa là khi mà từ cấp 2 lên cấp 3, mình sẽ thi qua một cái trường. Nếu mà học sinh giỏi thì sẽ thi vô được một cái trường gọi là trường chuyên á. Thì mọi người cũng biết rồi đó. Lâm vào trường kia. Cho nên cái năm này cũng rất là buồn. Nguyên một lớp là vô trường chuyên hết. Có mình Lâm vô nó nên ná trường nghề đó. Bạn bè mới đầu mới ký những cái chữ ký ở đây để mà chia buồn cùng Lâm. Nhưng mà cuối cùng Lâm phải chuyển qua một cái nơi gọi là Phước Thiền. Và đây là chiếc áo trường Phước Thiền thân thương của Lâm. Và có đầy đủ tất cả các chữ ký của những người bạn thân thương của Lâm. Ê, gửi làm chi em? Em dạy khờ đó. Cái áo biết bao nhiêu năm, mấy chục năm em gửi làm dạy khờ rồi. Dở cái nách người ta lên mặt gửi rồi y. Nách người ta lên mặt gửi rồi y. Nhưng mà em muốn làm lấy hết tất cả kỷ niệm của những người bạn thân thiết của em và ký vô đây. Và có một người yêu của em rất là đặc biệt ở đây là bạn Minh Thùy. I love you. I love you. Nói lớp 9 là em đã biết yêu khi nào rồi? Là Minh Thùy. Minh Thùy. Thùy ơi, Thùy giờ thì tình trạng như thế nào? Minh Thùy lâu quá không gặp lại, không biết Thùy bây giờ như thế nào, còn Thùy bị như ngày xưa hay không? Nếu như Thùy có coi được chương trình này và thấy được đoạn này, mời liên hệ với Lê Dương Bảo Lâm tại quán Sinh Tố. Cái vậy anh? Ủa? Cái vậy? Anh ơi. Cấp 2 Nguyễn Ứng và cấp 3 trường Phước Thiền. Lê trời. Bây giờ tới Bích Phương nè, xin mời chị đi. Em tìm được một chiếc áo phông. Em chắc chắn đấy là của Nikit. Vì sao? Vì em đã nhìn thấy chữ Good Hang ở đây. Trước khi mà em làm rapper là em rất là thích làm thời trang. Thì lúc đó là em với Hiếu thứ hai là tụi em có bàn một cái để làm một cái merchandise. Nhưng mà lúc đó tụi em không biết làm gì hết. Thì lúc đó là em mới xin Hiếu là ê, để cái áo này em làm cho. Hiếu mới nói là bây giờ mà làm ok, bán được, anh sẽ lấy cái số tiền đó để làm một cái điều cực kỳ ý nghĩa cho tất cả anh em tụi mình. Thì cái áo này nó lấy ý tưởng từ những cái áo du lịch của mấy cái chỗ bán quầy lưu niệm. Tại sao lại gọi là Gơ Đà Nẵng thì cái Gơ Đà Nẵng nó là một cái slang từ cái tên Gết Nang. Em mới lấy cái đó để em làm. Và lúc đó khi mà tụi em bán được cái số áo đó xong là Hiếu mới lấy cái số tiền đó để tụi em quay một cái MV, đó là MV Mamma Mia. Đây, mặc dù là Như không tìm được cái hộp, nhưng Như sẽ chính tay mở ra có cái gì ở trong mà khó tìm dữ vậy? Ủa? Cái nón! Ủa? Mang nón xuyên vặt. Ui, bè dạ, em đợi hết giờ rồi. Em kể về cái này đi. Dạ. Đây là chiếc nón mà hồi xưa bà nội em đã làm cho em. Tại vì hồi xưa em để em hay để tóc dài, nhưng mà mùa nóng nực cha em đã bắt em đi cắt tóc và cắt cái mái ngố. Vì cái ngay mái ngố bị cắt ngắn lên tuốt trên này nên bà nội đã đan cho hợp lên hả? Bà nội đã đan cho em chiếc nón này và để em đội đi chơi với bạn bè không cười nhặt. Năm được 32 tuổi thì chiếc nón này chắc khoảng 29 tuổi. Đây là chiếc nón mà ngày xưa bà nội Ngân đã làm cho Ngân. Bây giờ thì nội Ngân đã mất rồi và ba mẹ Ngân cũng không có sống chung với nhau nữa. Thì đây là hiện vật mà Ngân nghĩ là duy nhất mà thể hiện được cái tình cảm mà gia đình ấm áp nhất mà Ngân từng có. Và đây là chiếc thùng của Lâm Kiếm của ST. Và đó chính là tờ vé số có hình ST. Wow. Năm 2002. Hơi bị đỉnh nha. Quá đáng. Hơi bị đỉnh nha. Gương mặt đại diện. Gương mặt đại diện vé số. Mời ST chia sẻ. Thật ra là bây giờ mọi người có thể thấy là cái đây là ngày 19 tháng 8 năm 2002. Là em rất là may mắn khi mà em được qua nhà chơi của bé Xuân Mai. Sau đó là người ta mời bé Xuân Mai chụp hình. Thì mới thấy là một cái cậu bé cũng khá là dễ thương. Thì người ta cũng được
ba mẹ của bé Xuân Mai gửi vô. Mẹ em á thì lúc nhỏ có dẫn dắt em là đi theo con đường nghệ thuật. Thì lúc đó là mình nghĩ là mình là con trai mà tự nhiên mình cứ đi học múa hoài, kiểu đi hoạt động nhà thiếu nhi hoài này kia. Nó không có phải là đúng lắm. Sau khi mà em lên cái tờ vé số này thì em cảm thấy đó là một cánh cổng để em chui vào con đường nghệ thuật. Wow, đó là một câu chuyện vui. Còn câu chuyện buồn là nhà em đã mua rất nhiều tờ vé số này nhưng mà không trúng một tờ nào. Wow, hãnh diện ha. Sổ số kiến thiết mà, mua ủng hộ xây dựng thôi. Khi mà mỗi lần mà mình nhìn thấy cái hình ảnh này thì mình càng ngày là mình phải càng cố gắng nhiều hơn để mình xuất hiện ở nhiều vị trí nhiều hơn nữa. Yeah. Cảm ơn mọi người rất nhiều.